nông dân Hà Nội đổ bỏ nhiều tấn rau củ quả. Đến kỳ thu hoạch xong không bán được nhiều tấn củ quả, cà chua bị nông dân ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, nhổ bỏ bứt đầy đường. Chiều ngày 27 tháng 2 năm 2020, trời Hà Nội ấm u, mưa phùn, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thực, 47 tuổi, thuê ba người đến nhổ ruộng cải hơn hai xào, đã lên ngồng hoa, những củ cải trắng mút to bằng bắp tay chất đống đầy bờ tất cả đều đổ đi tuần trước anh thực đồng ý bán củ cải cho thương ái với giá 1,2 triệu đồng một xào nhưng họ vẫn kỳ kèo xin bớt và chỉ mua củ nhổ nên chưa có ngồng hoa tiền bán không đủ tiền thuê dọn lại ruộng nên tôi quyết định vứt bỏ hết cho xong anh thực vừa nói vừa vơ đống củ ném ra ven đường mỗi xào ruộng 360 mét vuông, trồng cụ cải, trung bình người dân đầu tư 3 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc hơn 2 tháng trời. Nếu được giá, anh thực thu được khoảng 6 triệu đồng mỗi xào, rớt giá thì hòa vốn, còn năm nay thì mất trắng. Cách đó không xa, ruộng cà chua của bà Nguyễn Thị Xuân 68 tuổi, quả chín rụng đỏ gốc, cha con đều đi làm xa còn hai vợ chồng bà làm hai xào ruộng năm nay giá xuống còn một ngàn hai đồng mỗi kg tiền bán không bằng tiền thuê hái thôi đành cho cà chua rụng tự nhiên rồi ủ thành phân cho đỡ xót xa bà xuân xới đất lấp những cải họa cà chua đỏ mọng năn lóc dưới nuống thủa ruộng củ cải của chị trần thị nhâm ba mươi tám tuổi mới chớm lên ngồng hoa chị thuê năm người và xe ô tô thu hoạch trở về gửi hợp tác xã Đông Cao bán giá 1.000 đồng mỗi kg. Tôi tranh thủ vớt vát được đồng nào hay đồng đó, mong sao đủ tiền giống cho vụ sau. Bãi tiêu hủy rau của thôn Đông Cao, ven sông Hồng, củ cải, cà chua, đổ lá nệt, bắt, bắt đầu thối rữa, bốc mùi, tình trạng rau củ quả ổn ứ xảy ra từ trước Tết Nguyên Đán. Đến nay, trên địa bàn còn tồn động khoảng 200 tấn củ cải, 100 tấn cà chua. Người dân đã tiêu hủy khoảng 5-6 tấn củ cải và cà chua quá nứa không sử dụng được. Ông Đàm Văn Đua, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Cao cho hay. Theo ông Đua, tình trạng rau củ cải ở địa phương không tiêu thụ được từng xảy ra vào năm 2018, với số lượng lên tới gần 6.000 tấn. Năm nay do tác động của dịch Covid-19, trường học, nhiều nhà hàng, khách sạn đóng cửa, thương lái từ một số tỉnh không đến thu mua nên rau củ tiêu thụ chậm. Chúng tôi đã tổ chức kết nối với các nơi để hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản tồn động. Ông Đua nói và cho hay hợp tác xã sẽ tiêu thụ giúp người dân được 100 tấn với giá củ cải là 1.000 đồng mỗi kg cà chua là 1.200 đồng 1 kg. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết toàn huyện có tới 350 năm ha trồng cây rau các loại tập trung chủ yếu ở các xã Tiền Phong, Tiến Thắng, Văn Khê, Tráng Việt, Thanh Lâm. Diện tích rau các loại đông năm nay 20 đang trong giai đoạn thu hoạch khoảng 700 ha, sản lượng hơn 14.500 tấn. Hiện, Mê Ninh còn khoảng 6.000 tấn nông sản chưa được tiêu thụ. Huyện đang phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội giới thiệu cho các đơn vị thu mua điểm hỗ trợ tiêu thụ để người dân phục hồi sản xuất.